Hello, chúng ta quay trở lại với văn tục sư cấp trung và đến với một giáo án của một boy one champ Aksan máy chủ Trung Quốc đang du đấu tại Rang Hàn. Ngày hôm nay sẽ là giáo án Aksan đòn phủ đầu cùng với giải cộng sinh anh em nhé. Và cùng xem xem anh chàng này sẽ có một giáo án cháy như nào nào. Let's go! Ok, Aksan đòn phủ đầu giày cộng sinh và cùng xem xem là giáo án của anh chàng này sẽ có những gì anh em nhé đòn phủ đầu hoàn tiền à, tốt thần nhân 3 cùng với Thâu thị vũ trụ bảng phụ lấy hiện diện cùng với đốn hạ nhánh dưới thì lấy tốc độ đánh hồi chiêu không chính xác là tốc độ đánh cùng với sát thương thêm và máu trực tiếp cấp độ 1. kéo đấu ngày hôm nay là kéo đấu mà anh chàng Tai Wei này sẽ có một cuộc đụng độ cùng với một con kiana mức ranh của lobby này sẽ là đại cao thủ cùng với thách đấu hàn anh em nhé thì đây là mức ranh rất là cao rồi cùng xem xem là cái lối chơi ác san của anh chàng Taiway này nó sẽ khó chịu như thế nào đội hình đối phương có scat nơi đường trên Hãy cô đi rừng kia là đường giữa, một đôi đường dưới sẽ là Koki của Rakan Trong khi đó thì với việc đường giữa là một con Akshan thì rừng uh, của Taiwei đã đánh Nidali để phụ sát thương phép. Phép bổ trợ đến từ anh chàng Akshan này sẽ là tốc biến cùng với dịch chuyển anh em nhé. Không đánh bằng thiêu đốt và phía bên kia thì kia nó đánh bằng sốc điện và cũng đánh bằng tốc biến dịch chuyển, không phải là thiêu đốt. Đây là một trận đấu ở ranh Hàn anh em nhé. Ban đầu thì mình tưởng là ranh chung cơ, bởi vì cũng có khá nhiều những người chơi đặt tên tiếng Trung nhưng mà thấy có một vài người tiếng Hàn thì mình check Đó là một lobby ở tại rank thách đấu Hàn Đại cao thủ và thách đấu Hàn Cũng có một vài player cao thủ Thì cùng xem xem là anh chàng này sẽ vận hành cái lối chơi action của mình như thế nào Khởi đầu đó là kiếm đau của mình máu ha Và không mang theo cho mình đó là một cái phép bổ trợ thiêu đốt để áp lực solo kill mà mang dịch chuyển Thì cùng xem xem là với việc không có thiêu đốt thì áp lực đi đường của con Akshan này nó sẽ đến đâu Nidali ván này thì mình nghĩ là hơi khó để anh đứng giữa rồi Đứng giữa đối phương là Kiana rồi thêm cả Akshan cũng không có CC nữa anh em ơi Nhà đối phương thì có thể kéo rừng ra được Vì Kiana là một con tướng vừa có khả năng tiếp cận Vừa có thể hỗ trợ CC cho rừng ra ganh rất là hiệu quả Bot thì đang là hai con tướng xạ thủ cũng rất là hot trong cái meta hiện tại Đó là hai con tướng có khả năng tận dụng cái nội tại của vô cực kiếm Jerry cùng với Koki nó có kỳ thì chắc là lên theo kiểu sát lực trước Sau đó vô cực sau Và con ác các bạn thấy là khởi đầu thì đam tay của nó khá là bé anh em nhé Nó có 67 đam tay thôi Đây là có kiếm đau ran rồi anh em nhé Kiếm đau ran rồi nhưng mà vẫn chỉ có mỗi 67 đam tay mà thôi Và Nếu không có thiêu đốt thì cái áp lực đi đường của nó cũng sẽ bị giảm đi tương đối Nhưng mà đánh ở ranh đại cao thủ Hàn Quốc mà Không có dịch chuyển để mà sai len thì nó cũng cảm giác hơi khó khăn ha Khởi đầu với một cái boomerang hàng hiệu cố gắng cấu rỉa đối phương bằng đòn phủ đầu anh em nhé đòn phủ đầu bây giờ nó cho rất là nhiều tiền đầu trận đấy về sau thì nó không còn cho nhiều tiền như trước đây nữa vì nó bị nợp cái lượng tiền có theo cái lượng sát thương gây ra nhưng mà nó lại có lại cho các bạn một lượng tiền rất lớn ngay khi nó chạm vào các bạn thấy là vừa rồi quy chúng một cái là có ngay lập tức 15 tiền tới từ cái đòn phủ đầu sau đó thì quay ra lát hít lính rất là tốt và kia thực sự đang gặp khó với kèo tay ngắn tay dài tay ngắn mà lại còn đánh với Axan đam rất là to mặc dù là khởi đầu nó chỉ có sáu bảy đam tay thôi các bạn nhưng mà để con Axan này đánh tay với Quy nó kích nội tại là đam không đấy nha anh em nhé tiếp tục là một tiếng thải Quy khá khéo tới từ vị trí của Thaiway nhưng mà Kiana phía bên kia chấp nhận đánh nhùng và không cho con Axan này đánh tay bất kỳ một đòn nào bắt buộc phải là một tình huống giữ máu đấy từ Kiana mà thôi những chất tướng như là Kiana những cấp độ đầu thì nó thực sự là rất yếu nó cũng giống như con sát thủ khác và anh chàng thay quên thì lát hit rất là tốt ha Đánh con Akshan này lát hit chưa có trượt anh em à Hai tên đầu tiên lát hit cực kỳ tốt Nhưng pha này thì quy trượt mất rồi Nếu mà quy trúng pha vừa rồi kích được nội tại là ngon luôn anh em Đây là cấp độ 3 Nhấn luôn cho mình cái dược phẩm của thuốc thân nhân 3 Ở level 3 Nhằm có được sát thương chuẩn lên lính Nhằm có được khả năng để đường Nhằm có được khả năng hỗ trợ Nidalee các kiểu Nhưng lát hit thì hơi lủng hai quay đầu lát hít tốt thế đến quầy thứ ba tôi vừa khen xong thì lại <laughs> trượt luôn cả xe to sợ thật sự <laughs> 16 trên 19 thôi thì cũng tạm tạm phía bên kia thì kia thực sự là gặp kéo khó rồi đối phương EQ dạng nguyên tố cỏ tàng hình tranh những đòn cấu rỉa tới từ con ác của quay. Nidali thì vừa rồi khép vòng rừng từ trên xuống dưới thì đang có ý định di chuyển sang cướp rừng nhưng mà rừng đối phương đã ăn từ dưới lên ở đường trên Riven đúng là một máu rồi, không biết là có bị dừng đối phương đai hay không đây. Một pha quăng Bomerang dọc đợt lính bị trụ bắn một hit nhưng vì cái chênh lệch về mặt chất tướng nó quá lớn. Nên là anh chàng này vẫn đang đánh cực kỳ chiêu, chơi hit cực kỳ bố láo. Chấp hit đánh từ trụ các thứ luôn cũng được. Ở đường trên thì Riven một máu đã bị Echo lên vét, không thể về nổi. Mất chiến công đầu và tay người chơi đây dừng đối phương, cái vòng dừng đầu như thế là quá tốt cho Echo rồi. Cái vòng dừng đầu mà dừng cứ đi full clear xong rồi vét được một mạng trên len là nó cực kỳ tối ưu luôn anh em nhé vòng rừng gọi là như trong mơ luôn đấy với cái thúc thần nhân ba thì các bạn thấy là sức đẩy đường của con Axan này rất là mạnh nhưng mà đây là tình huống bắt buộc phải bấm bình rồi bấm bình để tránh một tình huống rừng dừng đối phương ra ganh nha các bạn đây với Echo nó vừa ăn được cái mạng Revenge thì khả năng cao nó sẽ ở cánh trên nên là bấm luôn cái bình để tránh một tình huống sốc sát thương tới từ hai con sát thủ phía bên kia đây là một pha quang quy rất là tốt đối phương thấy dính cái quy vừa rồi hai lượt thì bắt buộc phải giật về để giữ máu và đầu game đấy giờ là con ác này chưa dùng e anh em nhé chỉ đi đường bằng đánh tay với ở quy thôi là thấy quá là ngợp cho đối phương luôn rồi tiếp tục thảy quy dọc đợt lính và sau đó thì reset rút lui thôi đối phương đã về nhà dịch chuyển trở lại đường giữa như vậy mục tiêu đầu tiên của ác đó là một tình huống ép dịch chuyển sớm của kia nó đã thành công rồi trước khi về nhà thì lao lên lấy tiền đòn phủ đầu một chút bằng một pha e ha nhìn nó khá là mượt Giờ như vậy là vòng rừng đầu của hai người chơi đi rừng thì nó chỉ có một mạng diễn ra ở khu vực đường trên nơi mà Reven bị băng trụ chết do là đi đường thua con Skarn quá nhiều thôi. Cái kèo này sao để con Skarn lấy máu nhiều thế? Không biết là chơi kiểu gì luôn. Về nhà đã có cho mình một cái dao hung tàn và một cái giày thường. Sau đó thì dịch chuyển tàng hình ra khu đường giữa một nhịp quang quy đánh tay cấu rỉa tốt với cái nội tại của mình và hách được thêm một lượng tiền khá khá tới cái đòn phủ đầu. Phía bên kia thì Kiana nó chỉ phan được 33 CS và nó đang tiếp tục gặp khó với khả năng cấu rỉa đến từ Akshan. Vì đánh ở mức ranh tầm đại cao thủ và thách đấu của máy chủ Hàn Quốc nên các bạn thấy là tốc độ game nó sẽ tương đối chậm. Tiếp tục thải quy dọc đợt lính rồi. Chiều cuối đã có với cấp độ 6 cùng với đó là một cái dược phẩm gia tăng thêm một chút lượng sát thương tay. Đường trên thì Reven đã hết máu đi về luôn rồi, ngợp quá rồi. Một pha lát hit lính tốt sau đó thì E lên cấu rỉa nhưng đối phương đã lách được cú quy vừa rồi. Bot đồ kêu thành công dành cho Jerry cùng với Seraphine. Một pha tàng hình sau đó thì đánh tay một đòn ha. Chưa đủ tầm rồi. Nếu mà liên tục có những đòn đánh tay cấu gì ở cùng với Quy thì nó sẽ khiến cho con Kiana phía bên kia rơi vào ngưỡng máu không thể ôn in được. Và tầm này thì Kiana bắt buộc phải đánh theo rừng rồi anh em ạ. Vì không có thiêu đốt đến từ Kiana. Một pha quăng quy đánh tay nội tại và sau đó thì giật về với một phần hai cây mó còn lại đấy từ đứng giữa đối phương. Ngợp rồi anh em ơi. Mít đối phương bị pop quá nhiều đi. Và để con Axan này nó xanh là cực kỳ khó kiểm soát anh em nhé. Bởi vì nó nó tàng hình ấy. Cái tàng hình là một cái rất là nguy hiểm. Nó tàng hình nó đi nó ganh các cái len cánh thì nó sẽ rất là ngợp cho những con này là cocky. Hay nó vào rừng nó kiếm mấy cô nó đấm thì cũng ngợp. Mà kia ván này thì rõ thọt rồi Dính hai stack nội tại với bô hàng hiệu hai lượt Không còn dịch chuyển máu quá yếu Thậm chí con Axan này nó bấm bình lên để nó PK luôn rồi anh em ơi Tất nhiên là cái bình này cho sát thương thì nó cũng sẽ phụ khả năng đẩy đường rất là tốt Đi đường khó chịu ha Kiểu bên kia mà không có rừng là không có cách nào để kia nó đánh, đánh cái kèo này lại cả Sẽ là một tình huống ở lại để khai thác khiên trụ trước khi rút lui tới từ sideway 7 phút chỉ farm thôi anh em ạ là đã thấy na phía bên kia gọi là Thu len rất là nặng rồi ấy. Còn đánh lỗi mà để cho Axan này nó có mạng là cực kỳ phiền đấy nha Một cái giày cộng sinh ở món trang bị Cho lần về nhà thứ hai Đứng trên thì đó là một tình huống Scatner đã nằm xuống rồi Nhưng đây là một tên mà na đi nha anh em ơi Cái tên mid này là cái tên mà na sẽ cầm một cái dìu tia mát Đối phương lên dìu tia mát để hướng tới khả năng đầy đường và tìm kiếm cơ hội ramming vì đường giữa cái kèo này nó không có lợi thế cho Kiana. Tiếp tục ping là Kiana lên cánh trên nhau mấy ông ơi. Top dừng lui tí anh em. Rồi, đối phương bắt đầu lao vào và Reven có vẻ là hơi khó về cho Reven một máu ạ. Axan đã ra để có thể chặn lính và đó là tình huống solo kill dành cho Kiana, thậm chí Nidali cũng gãy. Đã ping cảnh báo rồi nhưng đồng đội quyết định không về và thế là cúc luôn cả hai. Axan ra đón dù một tên mít không chỉ ra đép tạm trụ thôi. Tyway thì có định di chuyển lên cánh trên một chút nhưng đối phương đã ăn mạng và rút lui rất nhanh. Gần như là không có cơ hội gỡ cho những tình huống như vừa rồi luôn anh em. Ở lại ăn trụ mít thì con Rakan nó đang đép. Mà lên cánh trên thì đối phương cũng bê về rồi. Cảm giác không gỡ được cái gì luôn anh em. Thôi thì tiếp tục đẩy lính vào và khai thác máu trụ thôi. Đây sẽ là lớp khiên trụ thứ hai dành cho Axan của Tyway Boss đang có đánh nhau, tàng hình xuống dưới boss PK anh em ơi. Jerry lao sang nhưng mà Seraphine level 5 và có vẻ là không hỗ trợ được gì quá nhiều cả. Và chắc chắn lúc này thì Kiana nó đang ping gọi là gãy tay là con Axsa đang di chuyển từ trên đường giữa xuống đường dưới. Quyết định là tấn công vị trí của Kiana khi mà thấy sự xuất hiện đến từ một con Echo tại bãi chim. Nhưng không, quyết định quay ngược trở lại tấn công Echo tại khu vực bùa đỏ chung với người chơi đi rừng của mình. Sát thương bắt đầu vào là tương đối nhiều rồi. Một pha thảy quy và sát thương đến từ nidali la đủ để lấy cái mạng của Echo chấp nhận hy sinh một tên mít để lấy cái mạng hạ gục này và sau đó thì băng trụ đường dưới được hay không đối phương cắm mắt sang chắc chắn là kia na cũng sẽ di chuyển xuống mà thôi đây là một tiếng lính hơi nhiều đu e lao vào quay con ghi q hai người quy hai người nhưng nó chỉ trúng lượt đi thôi lượt về chỉ trúng vào vị trí của cocky dùng chiêu cuối để tấn công đối phương trong lúc đối phương đang đứng dưới trụ và chiêu cuối chưa được nhiều sát thương lắm một pha R flat hơi fail tới từ Seraphine, đánh tay quy thì không trượt đến từ con Ak-chan của Thywe, một mạng sẽ có cho Thywe, hai mạng sẽ có cho Thywe, tiếp tục lao vào với E và đó là một tình huống khai thác tới ba mạng hạ gục dành cho bên phía của team 2. <laughs> Ngon anh em ơi. Gươm thức thời đã có cùng với một thanh trường kiếm đi ra. Một pha R flat nó có vẻ là hơi fail một chút tới từ Seraphine nhưng mà không thành vấn đề vì cái thế giao tranh nó đã quá là một chiều rồi. Bót đối phương hết máu hết mana đứng như chờ chết và sau đó thì đường trên reven tp lên on in luôn với cái chu cuối của mình scanner dùng e và chắc là chết luôn rồi scanner hết e chắc là bị chém chết thôi Cái này một khi reven nó đã có mạng thì nó có thể gọi là trên kèo hoàn toàn so với con scanner phía bên kia dí từ nhà đến trường vẫn chưa chết kìa kèo tốt gì đánh gì nhây dữ ra can w thành công và axan của tai Wei đang gặp nguy hiểm một pha dính mê hoặc tới từ chiêu cuối đối phương dính chiêu cuối đến từ kia nà và chết luôn Riven thì trao đổi một hồi đã ô chết được vị trí của scanner đây là một tình huống xử lý hơi lỗi tới từ Thaiway khi mà để đối phương bắt lại và đó là một tình huống bị thiếu tầm nhìn sông dưới bị con ra cán một cú rất là bất ngờ và chết luôn rồi nhưng mà rồng thì liệu rằng đồng đội có cản được hay không khi mà đã mất tới hai người ở đây jerry vẫn còn điện đà đỉnh điểm nhưng mà seraphim thì chưa hồi cái khúc ca lan tỏa Kiana không còn chiêu cuối nữa quyết định TP đánh luôn tới từ Thaiway bốn thành viên đối phương bắt đầu sổ vào cặp bot của team 2 Nhưng chưa đủ sát thương và đây là một tiếng ác có thể vét được rất nhiều mạng Một mạng đã có tiếp tục e lao vào tấn công thêm đối phương tốc biến đi Phía bên kia thì sao chiêu cuối hỗ trợ sát thương rất tốt cho đồng đội và có được cho mình đó là cú double kill Đối phương vẫn còn hai người một chấm máu và đối phương đã rút lui mất rồi Bật cho mình đó là máy quét và đó là một cái pha chích e lên phía bên trên cực kỳ ảo đến từ Thaiway một cái chích lỏ ở đây đến từ một boy one cham các bạn ơi nhưng rất tiếc là đối phương đã cao chạy xa bay mất rồi và không vét được thêm mạng nào nữa. Cái góc tường này là góc búc để con Axan nó e lên phía bên trên anh em nhé. Trên lý thuyết thì cái e con Axan này nó không thể vượt qua tường được. Ôi lại chuyến xe to nữa rồi ông ơi. Những cái góc vừa rồi là cái góc mà những bao con ác Axan họ sẽ biết cái cách để có thể bay lên được phía bên trên bờ tường. Nhờ một cái vách. Nhưng mà vừa rồi thì không tin được bất kỳ một ai. Hai bùa e lên rất tự tin sau đó đánh tay liên tục tiếp tục đánh tay quang quy đối phương né được cái quy của thái quay mất rồi tốc biến còn rakan ew nhưng không có sát thương thêm đến từ kiana để có thể làm khó được con axan này và một khi axan đã có mạng các bạn thấy là nó vét mạng rất là dễ luôn đám rất là to ấy lợi thế đã có dành cho axan của thái quay tàng hình quang quy làm chậm đánh tay một đòn sau đó giật về mà thôi cấu rỉa xương xương ha nhưng pha này thì không nên e lên anh em nhé E lên tôi cảm giác là có echo phía sau luôn á Một pha e lên rồi sau đó thì quyết định là e về Nidali đã có mặt và Kiana cũng có thông tin Không nên on in lên anh em nhé On in lên mà bị Kiana nó đẩy vào tường hoặc là đẩy xuống sông Thì echo có mặt là chết Đứng dưới thì đó là một tình huống đua kia rất là thành công Dành cho Seraphine cùng với Jerry Và cánh trên đã có một pha kiểm soát sứ giả Một pha bắn chiêu cuối sớm Đu e lao lên tấn công và sát thương là vừa đủ chỉ kịp chiêu cuối sau đó lên bản đấy từ vị trí của Kiana mà thôi Scarner tiếp cận nhưng mà pha e của scanner thì nó hơi ngắn hàng và chưa tiếp cận được Riven cũng đang có định bắt bớ Scarner lại nhưng mà tam bộ kiếm lần 3 nó không đủ tầm để có thể hất tung nhưng mà đường dưới Jerry đã có trụ rồi đường giữa thì Taiwei vẫn đang tiếp tục đẩy đường và hướng tới cho mình đó là lớp khiên trụ thứ ba mất 125 tiền sau một cú khép góc rất là khó chịu tới từ vị trí của scanner trong khu vực rừng thì đó là một pha áp chế hai người tới từ scanner có dây chuyền trường tội hồi máu tới từ seraphine lào đã trượt đến từ nidali rồi sau đó thì nidali đang cân nhắc việc rút lui một pha e đối phương tốc biến bỏ chạy đánh tay chưa đủ sát thương tới từ thai quay người trở lại tiếp tục tấn công vào người của vị trí của scanner sau đó thì Echo đã lên bản điểm số tiếp tục e tầm gần đánh tay liên tục nó chưa đủ sát thương để lấy cái mạng của scanner phía bên kia vì đối phương cũng có tương đối nhiều giáp một đổi một giữa hai người chưa đi rừng Sâu thì nó đã bị thay thế bởi uh, con sứ giả rồi Đây là tình huống mà Koki đang được đẩy ra khu đường giữa Có lẽ việc mất trụ bot khiến cho bên phía của team một bắt buộc phải đẩy Koki ra mid Và Kiana sẽ phải là người xuống dưới bot để silent mà thôi Và cùng xem xem là đồ thứ hai Đồ thứ hai nó đang có vẻ sẽ là một cái súng hải tặc anh em ạ Một thanh BF cùng với dao hung tả Như vậy lối chơi, lối build của anh chàng Akshan này vẫn sẽ là một lối build Nhiều sát lực dành cho một con Akshan nó có vẻ là hợp lý trong ván này vì đối phương đội hình cũng tương đối mỏng. Cocky, Rakan, Kiana hay là Echo đều mỏng. Chỉ là bắn con uh, Skanner là hơi tốn thời gian nhá. Quang quy cấu gì ở đòn phủ đầu thôi. Con Skanner thì nó sẽ được giải quyết bằng con Jerry, Jerry nó có DPS tốt hơn Ásan. Nhiệm vụ của Ásan đứng giữa lúc này nó như kiểu là một sát thủ vậy. Bây giờ sẽ về lấy súng hải tặc TP hay như thế nào đây? Về lấy súng hải tặc TP lên đánh sứ giả với chu cuối sẵn sàng và đối phương có vẻ đã có thông tin. Một pha tàng hình rút lui tới từ Axan của Taiway và đối phương bắt đầu đi lùng một con Axan bọc sau rồi. Đối phương lao vào dồn tất cả mọi thứ bọn Axan bọc sau tôi cũng không hiểu nữa. Và thế là cúc mà thôi. Lại đánh láo rồi. Đánh xạ thủ TP bọc sau xong rồi tính vét mạng nhưng mà đồng đội chưa vào kịp anh em ạ. Con kia đã đẩy một phát chết luôn. Một tham minh rất là mạnh luôn đấy. Cái tham minh mà cầm hai đồ xong rồi có TP có tốc biến. Xong rồi lăn ra chết chay thế này ông? Hỏng rồi, mất mất sứ giả rồi. Liệu rằng đồng đội có PK thiếu người được hay không? Cảm giác là không, đồng đội ping bỏ rồi. Một lỗi tương đối nặng đến từ vị trí của Sideway để mất một con sứ giả và mất một cái mạng shutdown. Đang năm một rất ngon. Xong ông TP quả bọc sau mà đối phương có thông tin rồi Chắc là đối phương đã có thông tin với con mắt cắm ở bùa xanh chẳng hạn Nên là đối phương đã phản xạ lại rất là nhanh bằng việc là bỏ sứ giả để ra PK Và bắt chết được một con Akshan không có người backup Rồi, một cái giày đã được uh, nâng cấp Giày cộng sinh đã được cường hóa Sau khi đi được quãng đường 150.000 đơn vị Nó sẽ cho thêm tốc độ di chuyển ngoài giao tranh tốt hơn Lúc này là 436 tốc độ di chuyển anh em nhé Nó như kiểu là một cái giày cơ động Và cái bấm B về của nó thì được cường hóa giống như kiểu B về có Baron Thì đây là một tình huống cấu ở trước khi con rồng nguyên tố xuất hiện Và đây là một pha giao tranh mà mình nghĩ là Tideway sẽ cần phải xử lý tốt hơn So với pha sứ giả có vẻ đối phương cũng không có nhiều thông tin lắm ha Đối phương có một cái mắt cắm tại khu vực hang rồng Nhưng mà đối phương quyết định buông bỏ như vậy là có được một con rồng nguyên tố dành cho bên phía của team 2. Cấp độ 11 đã nâng tối đa vào kỹ năng Q. E thì với kết thúc thần nhân 3 cũng đã cộng được tới điểm thứ tư rồi. Nên là cái lượng sát thương đến từ EQ lúc này nó là rất lớn rồi. Chỉ là đội hình đối phương cũng có rất là nhiều những con tướng mạnh. Về khoản sốc sát thương, ví dụ như là Axan sẽ phải đối mặt với Kiana có thế giới bùng nổ. Có Fast Combo. Đối mặt với Echo với những pha EQ tiếp cận rất là đơn giản. Quyết định về và đóng cho mình một cái song kiếm vàng ở đây uhm, Như vậy sẽ là một cái đại bác ở đầu thứ ba ha Đại bác cũng là một trang bị giúp cho Aksan có một cái đòn đánh tầm xa rất là tốt Và sau đó thì Jerry đường giữa đang bị mở Nhưng mà Jerry bỏ chạy tốt Sau một cú khúc ca lan tỏa cũng rất đẹp tới từ vị trí của Seraphine Echo bắt một vị tung chung cuối hồi máu lại phía sau Thì Riven đã đột nhập được vào đội hình đối phương để có được mạng của Rakan bắn con Skarner này hơi tốn thời gian nhưng mà nếu giết được nó thì lại tiếp tục có thể e lên đấm tiếp được một pha e lên rồi sát thương Skarner yếu tung chiêu cuối nhắm tới tiến sau đối phương tiếp tục đu e lao lên được hay không đây một pha e lên và có mạng của Coki sau đó thì tốc biến lên nối e của mình tiếp tục lao vào đánh tay liên tục một đòn đánh tay nữa thôi là có thể mạng hạ gục dành cho axa của Sideway triple kill dành cho Sideway với tình huống xử lý giao tranh cực kỳ tốt pha giao tranh quét sạch đối phương đến từ bên phía của team hai Rakan thì vừa hồi sinh mà thôi về nhà và đóng thêm cho mình một cái ná cao su trinh sát sau đó thì tp thẳng xuống khu vực đường dưới để đẩy một lúc ba đường đường giữa đó là trụ dành cho Jerry đường trên cũng sẽ là đợt đẩy dành cho Reven và đường dưới cũng sẽ là đợt đẩy dành cho Ashan của Taiwei vét mạng tốt ha đúng là con tướng này khi nó đã có mạng rồi nó khỏe rồi thì vét mạng cho tranh là rất dễ và đội hình ván này của bên phía Team 2 là một đội hình có khả năng tạo tiền đề cho những con sát thủ như Ashan vét mạng cực kỳ đơn giản Reven có khả năng vào trước Jerry có khả năng gây dps làm mềm đối phương Seraphine cũng có CC Và công việc vét mạng sẽ thuộc về cho Axan cùng với Nidali Nidali sẽ hỗ trợ một chút về khoản cấu rỉa trước thềm giao tranh Và bây giờ đã có được cho mình một cái súng hải tặc cùng với quốc chim luôn rồi 19 phút cầm 3 trang bị rưỡi Trong đó có một cái giày Uầy, Jerry cân 2 luôn à Jerry khiến Hextech thử nghiệm cùng với một cái nỏ tử thủ và một thanh BF Nó cân 2 thật kìa anh em Con Cocky đi bot nó bị một vấn đề rất lớn là nó rất là mỏng anh em nhé Nó bị thấp level ấy một pha E lao lên đến từ ác của Thai Quay ở dạng tàng hình và khiến cho Echo đã phải lên bản đếm số trong bất ngờ Đường trên thì Skarner cũng bị 3 quay một và cũng không sống sót nổi Echo pha vừa rồi còn chiêu cuối nhưng đang dấn lên để giết Jerry thì thấy một con ác nó tàng hình đi ra Một khoảnh khắc con ác này hết tàng hình nó bớt sát thương khiến cho Echo không kịp chiêu cuối Thế giới bùng nổ đến từ vị trí của Kiana và sau đó thì dồn sát thương chưa đủ Dính chiêu cuối đến từ Axan liệu rằng có đủ đam hay không Nó có vẻ là đủ đam vì đối phương đã vào cái ngưỡng máu tử vào ngưỡng máu đỏ thì đối phương sẽ nằm xuống mà thôi Một tình huống dồn sát thương không đủ đến từ Kiana Và ngay lập tức bị solo kill ngược trở lại bởi Aksan của Taiwei. Một ca tiền này chắc là tiết kiệm ha Tiết kiệm để hướng tới một đồ lớn Tôi không biết là đồ gì Nó có thể là một cây vô cực chẳng hạn Vô cực kiếm ở món trang bị này thì Cấu gì cũng đau bằng quy All in cũng mạnh với những đòn đánh tay có vô cực kỳ dính một mũi lao và mất máu quá nhiều rồi kỳ mất thảm lửa vang carry Lao lại tiếp tục phóng trúng một pha tàng hình đánh tay Và sau đó thì e lên tiếp cận vì chưa có quăng Quang quy đánh tay mà quy hơi siêu thì phải Bị con Skarner em Và sau đó thì phía bên kia Nidali có mạng của Rakan Nidali có cho mình cú double kill Và quyết định đến từ ác của Thaiway sẽ có lẽ là một tình huống đẩy mít Sau đó thì ăn Baron mà thôi Đang cố gắng lách quy của đối phương Dùng E rút lui lên khu vực phía trên Và đối phương E thẳng vào trong tường Đối phương nhìn thấy đối phương quăng quy xịt Đối phương tiếp tục quy đánh tay Và Sideway tạm thời rút lui được Suýt chút nữa đã bị con Skagner nó solo kill anh em ơi Một nỗ lực đến từ Skagner Nhưng nó không có nhiều giá trị Đây sẽ là con Baron vẫn sẽ thuộc về cho bên phía của team 2 mà thôi vì Skarner không có gì để kết Baron cả đánh tay với đòn phủ đầu tiếp tục đánh tay thảy quy và sau đó thì chiêu cuối theo nhưng có Cocky ở đây Cocky dính một mũi lao và Cocky không dám chè và thế là tình huống chiêu cuối tới từ vị trí của Sideway đã có mã hạ gục tới từ Skarner, Nidali đâm vào hơi sâu Sideway quyết định bỏ qua con xe to để dấn lên tìm kiếm Cocky với đòn đánh tay của mình và sát thương đến từ đòn đánh tay của vết đòn phủ đầu nó là chưa đủ nó là chưa đủ hình như nó không chí mạng thì phải nếu mà thành công giết Corki thì nhiều khi có thể hồi sinh được con Nidali nhỉ? Ừ. Nếu mà hồi sinh được Nidali nhiều khi lại có được con rồng nguyên tố này một cách dễ dàng. Phải này đang thiếu Nidali. Nếu mà Scarner nó có TP là đối phương có thể ăn được rồng đấy anh em nhé. Đây là một con tướng mình cảm giác là nó rất là dễ chơi, rất là dễ đè đường đối phương. Nhưng mà kể cả nó đang 11 12, tôi vẫn cảm giác nó không 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 đến mức gọi là bị lỗi game ấy các bạn, không đến mức gọi là nó 2 5 ấy. Nhìn nó vẫn rất là mỏng manh và rất là dễ chết. Thì chỉ cần nó chết một hai mạng thôi đối phương hoàn toàn có, thể có cơ hội comeback rồi. Tôi đánh Asan thì người ta yêu cầu là cần phải lăn cầu tuyết rất là chuẩn chỉ ấy các bạn. Và xử lý trong team fight thì nó cũng không phải là một con tướng xử lý quá lỡ rác. Giống như kiểu những con như Aphelios thì tất nhiên là cái chất tướng của nó quá mạnh đi đường Thì nó phải bù lại những cái yếu tố như vậy thôi Tức là dễ throw Ở Ván này anh chàng này đã throw cũng tương đối rồi đó Cũng có những pha throw game đấy anh em Chết hai cái mạng là cũng hai mạng throw khá là ác đấy Nhưng mà lợi thế hiện tại vẫn là rất lớn Với vô cực kiếm sau 23 phút đang có đánh nhau đường dưới Đó là pha TP death way top Thì đối phương TP xuống dưới bot Và thế là một tình huống Jerry lên bảng đếm số Nhưng mà Reven gỡ được mạng của Corky. Bây giờ đi bộ xuống liệu rằng có vét được kịp cái mạng nào hay không Chiêu cuối sẵn sàng tới từ way Một vài thành viên đối phương nào ở trạng thái máu yếu sẽ là một pha đi bộ đánh tay nội tại Và sau đó thì tung chiêu cuối Đu e lái chiêu cuối nhưng mà Rakan đỡ được khá nhiều những phát bắn đến từ phát bắn nhớ đời của anh chàng Akshan này Nhưng không sao Vẫn xử lý được cái mạng của con Rakan phía bên kia Sau đó tiếp tục e lên Sau đó thì Đánh tay được hay không Đánh tay với đại bác tốc biến quang quy đánh tay và sắp thực là chưa đủ nếu dự điểm đối phương hồi e được thì có thể xử lý thêm cái mạng của Echo cũng được đã có mạng và sau đó hồi sinh dali tiếp tục e lên sau đó thì thảy quy những đối phương dùng E để né quy này rất là tốt Vét được thêm cho mình đó là hai mạng của Rakan cùng với Skarner Sau đó thì đứng tính bắt vào vị trí Echo Echo quyết định là không E lên là Echo lướt đai tên lửa Và Echo giữ cái E để rút lui mà thôi Một K4 tiền và quyết định sẽ là một tiếng bấm B về à Chưa, quyết định ở lại để giết Kỳ à Một pha đánh tay sưng sương thôi, có chí mạng nửa cây Thấm hả? Nó có vẻ sẽ là một cái nỏ thần Dominic ở món trang bị cuối cùng để có thể bắn vào những con tướng rất là trâu như là Skarner phía bên kia Và cái giày này Cái giày này ngoại trừ con Queen thì bây giờ có thêm con Axan tận dụng không phải là ok ha là Những con có khả năng đẩy cánh và tận dụng được cái giày này Thì nó sẽ tương đối tiết kiệm trong khoản là bấm B về nhanh hơn hay là Tốc độ di chuyển đẩy cánh nó cũng sẽ rất là áp lực tàng hình đi bộ lên đánh tay và sau đó thì tung chiêu cuối e lên được hay không tung chiêu cuối e lên và đó là một pha vừa có đam e vừa có đam r đối phương bay màu ngay lập tức với một con co kỳ quá mỏng sau đó thì vòng ra phía sau vị trí của rakan tiếp tục là một đòn đánh tay e lên có điểm hỗ trợ mà thôi một pha e vào nhưng sát thương nó là chưa đủ để lấy cái mạng của đối phương nhưng đây là một loạt sát thương được triển khai đến từ ác sang của thai để khiến cho echo lên bản đếm số kiana thì may mắn bấm bê về kịp Trước khi bị cái E con san này nó dứt điểm Và khi đã có được vô cực thì bạn thấy lượng sát thương nó quá là khủng khiếp rồi Đây là một con mười 15 hai anh em à Lượng đam ván này mình nghĩ là lượng đam tổng thì cũng chưa biết là con san này sẽ được bao nhiêu Nhưng mà mình nghĩ nó cũng không đến mức quá là khủng khiếp đâu Nó có thể gọi là cao hơn so với các thành viên khác một chút bởi vì là cái lượng sát thương con san này gây ra đa phần là sát thương dứt điểm Với 15 mạng thì không phải là 15 mạng tự làm tự ăn mà đa phần là vét rất là tốt từ các cái mạng hạ gục mà đồng đội đã tạo tiền đề. Đường dưới thì một con Skagner 14 vẫn solo kill được revenge là không? đó là con Skagner 26 thì đúng hơn. Solo kill thành công revenge và sau đó thì đang cầm một con Skagner một chấm máu để có thể tiếp tục reset way. Đánh tay sau đó thì e lên, ngắt e quang quy đánh tay và hồi sinh thành công revenge. Mạng thứ 16 dành cho Axang của Thai Way khi đã có cung xanh thì thực ra là Skagner còn nhiều máu hơn mình nghĩ là vẫn bắn được anh em nhé. Trong khi đối phương chỉ còn tầm một ca rưỡi máu như vậy thì giết là tương đối đơn giản Thôi chuẩn bị về thôi anh em ơi Về lấy cái nỏ thần Dominic sau đó thì uh... TP lên top va chạm luôn nhở Công nghệ va luôn Công nghệ va với Kiana luôn hay là đi bắt lẻ vị trí của Echo đây Tàng hình vòng ra phía sau Kiana Mà nếu mà Kiana đang bấm B về ở đây Thì là húp luôn mà đối phương đi với cái đường khác rồi thì phải hoặc là đối phương bấm B về bụi cỏ đứng trên rồi anh em ơi không thấy con Echo đâu cả và đối phương đúng là đã về đến nhà rồi. 16 mã hạ gục sau 26 phút tại mức răng đại cao thủ và thách đấu hàn. Full đồ rồi anh em ơi. Tốc độ di chuyển sẽ là cực kỳ cao với cái giày cộng sinh và để nó tiếp cận được gãi tay hai đòn chí mạng là như khi chết chết luôn mà. Chết luôn mà anh em. Tiếp tục tàng hình mà có kỳ có lẽ sẽ là nạn nhân thứ hai chăng? <laughs> hoàn sót liên tục luôn các bạn ơi tiếp tục tàng hình và sau đó thì có ý định quay ngược trở lại để bắn thẳng vào vị trí của kia na ewq ba thành công tới từ revenge một pha thảy quy tung chiêu cuối tới từ ác sang của thaiway một loạt chiêu cuối bắn Đấy, ra và nó là đủ sát thương wow. lỗi đam dữ vậy một r một mạng luôn kìa khúc ca lan tỏa đến từ seraphine nó trúng vào vị trí của scanner và scanner đi luôn sau đó thì đu e vòng quanh nhà chính đối phương đồng đội đang bắt đầu quét sạch đối phương và end game mà thôi gg <laughs> khoe thông thạo trong thông lúc, thông lúc đang xoay e xung quanh nhà chính đối phương ạ một dự án cực kỳ chất lượng đến từ anh chàng Way với các bài Axan chơi theo kiểu đòn phủ đầu cùng với hướng bi trang bị lúc này mình nghĩ cũng là tối ưu nhất dành cho Axan rồi 39.000 sát thương sau 27 phút Đây là một con số không hề nhỏ anh Đấy. em nhé Tất nhiên là các vị trí khác cũng gây sát thương nhiều đó Tầm 25, 20 mấy k không anh em ơi Nhưng mà con Axan này vẫn có thể gây được sát thương rất là lớn với 39.000 Phía bên kia thì Skarner một con tanh cơ đã gây tới 28.500 sát thương <laughs> nhưng mà không thể gánh được với phần còn lại nó quá yếu đi đặc biệt là đội hình cánh dưới quá là mỏng ấy các bạn những con tướng như là echo này kiana này cocky này đến cuối game các bạn thấy là tàn là bị đánh tay hai đòn nội tại làm là ra chết hoặc là bị dính một cái chuối cuối full cây là cũng đi luôn hào đam thật sự đó, cảm ơn anh em hẹn gặp lại anh em ở những video khác trên kênh văn tùng sư cấp trung và rất hy vọng anh em xem mà thấy hay thì đừng quên để lại những lượt like và những lượt subscribe để ủng hộ cho kênh youtube thứ hai của văn tùng sớm có nút bạc anh em nhé cũng sắp có nút bạc ở trên văn tùng sư cấp trung rồi anh em ơi tạm biệt anh em nhé